Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn xin kính chào toàn thể quý vị và quý khách hàng. Hiện tại bây giờ đang là 3:30 buổi chiều ngày mùng 7 tháng 10 năm 2019. Hiện tại thì cửa hàng của chúng tôi rất là vinh dự được đón tiếp chú Tính, chú đến từ Vân Lam, Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Thì khi mà biết được thông tin cửa hàng bán rất là nhiều những món đồ gỗ cũ và mới, và chú đã theo dõi cửa hàng rất là lâu. Và khi mà biết thông tin chính xác là cửa hàng vừa về chiếc sập mảnh trúc cũ tái chất liệu bằng gỗ gụ ta Quảng Bình, cái kích thước là 1m60 x 2m, hàng siêu VIP và đỉnh cao, thì chú đã quyết định là đến trực tiếp cửa hàng cơ sở đồ gỗ cũ Bùi Tuấn của chúng tôi và xem và ký duyệt và chốt cái sản phẩm là chiếc sập siêu VIP và đỉnh cao như này. Thì hôm nay thì cũng là nhân là dịp là ngày lành tháng tốt, thì là chú đã quyết định là chở luôn, thì để cho linh động trong công việc. Cửa hàng của chúng tôi đã điều xe trực tiếp đến luôn và ngay để bốc xếp và tháo dỡ chiếc sập mảnh trúc này để đi bàn giao và lắp đặt tại nhà cho chú trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì hôm nay là ngày mùng 7 tháng 10 năm 2019 dương lịch, tức là ngày vào ngày mùng 9 tháng 9 năm 2019 dương lịch, ngày rất là đẹp. Thì chú đã quyết định là chở luôn cái sản phẩm này trong ngày hôm nay. Thì quý vị nào mà quan tâm đến những một trong những cái sản phẩm mà như chiếc sập mảnh trúc như này thì có thể liên hệ trực tiếp cho cửa hàng của chúng tôi thông qua số điện thoại 0985 230 888, hoặc quý vị có thể nhắn tin Zalo, Facebook, Viber theo cái số điện thoại tôi vừa đọc ở trên để lấy thêm thông tin và cái hình ảnh chi tiết nhất cũng như là giá của cái sản phẩm mà quý vị muốn quan tâm. Và ngoài cái chiếc sập mảnh trúc hàng siêu VIP và đỉnh cao mà chúng tôi vừa về trong buổi chiều tối ngày mùng 6 tháng 10 năm 2019, ngày hôm qua, trong buổi chiều tối ngày hôm qua, thì hôm nay chúng tôi đã bán rồi. Thì ngoài cái sản phẩm này ra thì cửa hàng của chúng tôi bán rất nhiều những món sản phẩm khác như sập gụ, tủ tre, bàn ghế các loại. Thì quý vị nào mà quan tâm đến cái các cái món đồ gỗ thì có thể đến trực tiếp tại cái cơ sở, tại cái địa chỉ là số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội, để có thể chiêm ngưỡng và thưởng ngoạn những cái món sản phẩm mà cửa hàng của chúng tôi trưng bày. Thì đây, và hiện tại bây giờ đã là 4:20, thì chúng tôi đã có mặt tại nhà chú Tính, chú đến từ Vân Lam, Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, và đã bàn giao và lắp đặt trực tiếp xong cái sập mảnh trúc siêu VIP này tại nhà cho chú. Thì quý vị có thể nhìn trên màn hình đây, thì nhà chú thì kê cũng rất là nhiều các món đồ rồi, nhưng mà chú rất là thích những cái món sập như này và theo dõi cửa hàng của chúng tôi đã rất là lâu, và thấy cửa hàng của chúng tôi bán rất nhiều những món đồ lối cổ đẳng cấp và đỉnh cao, thì chú đã quyết định là mua ủng hộ cửa hàng của chúng tôi cái món sản phẩm này. Thì tôi quay lên như này để cho quý vị có thể là tham khảo thêm những cái không gian nội thất mà cửa hàng đồ gỗ cũ của chúng tôi bán ra, kê vào những cái gian phòng khách, những cái gian phòng thờ, để cho quý vị có thể tham khảo một cách chân thực và chi tiết rõ ràng nhất, để cho quý vị có thể sau này quý vị có thể mua và quý vị có thể là lựa được cho mình những cái món sản phẩm tốt nhất và kê vào những cái không gian nhà mình làm sao cho phù hợp nhất. Đấy, thì quý vị có thể nhìn cho mình đây, thì nhà chú thì kê những cái ô xa, và bên cạnh đây là một bộ ghế trường Tam Sơn vách đá và chiếc tủ tre, và bên cạnh kia là một chiếc sập nữa. Đấy, rất là đẹp và rất là hài hòa. Đấy, những cái gian phòng thờ như này, những gian phòng khách như này chơi là cực đẳng cấp, mà nó mang lại cái không khí như là cái led truyền thống xưa mà các cụ hay sử dụng. Đấy, thì nhân dịp cái video clip này thì cửa hàng đồ gỗ cũ Bùi Tuấn chúng tôi cũng xin được kính chúc chú Tính và toàn thể gia đình là luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn thì gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công. Thì quý vị xem video clip của chúng tôi thì nhớ đừng quên cho chúng tôi một like và một chia sẻ và đăng ký và subscribe kênh đồ gỗ cũ Bùi Tuấn, và bình luận ở phần bên dưới để cho chúng tôi có thể là tham khảo ý kiến, có thể nhận những lời góp ý của quý vị, và quý vị có thể là theo dõi những cái thông tin mà những cái món hàng sản phẩm chúng tôi cập nhật lên hàng ngày, và để cho cửa hàng của chúng tôi ngày càng phát triển hơn, và để cửa hàng của chúng tôi lấy thêm động lực để đi sưu tầm và sản xuất ra và làm ra những cái món đồ siêu VIP và đỉnh cao và giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường, để phục vụ toàn thể quý vị và quý khách hàng ở trên mọi miền Tổ quốc. Thì sau đây thì tôi cũng xin phép được dừng cái video clip ở tại đây. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.